AirPods Pro 2 đây các bạn ơi. Nói giỡn thôi chứ thật ra đây là AirPods Pro 1 nha các bạn. Tại mình dơ như vậy các bạn không biết nó thay đổi như thế nào đâu đúng không? Nhưng mà thực tế nó thay đổi nhiều lắm nha các bạn. Nó thay đổi ở cái phần thiết kế nè, mà thay đổi chi tiết như thế nào vô video để mình nói cho các bạn nghe nha. Hiện tại bên Minh Tuấn Mobile đã cho đặt hàng trước em này rồi. Các bạn thích em nói thì cứ đặt bên Minh Tuấn Mobile đi nha. Với giá loay hoay đâu đó khoảng 6 triệu thì mình thấy cái giá đó cũng rất hợp lý rồi các bạn ơi. Còn bây giờ vô video nghe mình chia sẻ về em nói thôi chứ không phải em này nha. Em này là AirPods Pro 1. Đầu tiên thì như mình nói hồi nãy, AirPods Pro 2 có thay đổi về cái phần thiết kế khá là nhiều nha các bạn. Như ở đây mình có nói nè, cái phần bên hông bây giờ sẽ có cái chỗ để các bạn có thể gắn cái móc khóa vô và các bạn trang trí và custom nữa ha. Thay vì lúc trước nếu mà các bạn muốn custom cho cái chiếc AirPods Pro 1 này, các bạn phải mua case này kia đúng không? Thì cũng có thể custom bằng cách đeo cái móc khóa vô, đeo vô trên tai hay là móc vô cái quần jean á, rất là đẹp luôn ha. Mà chưa kể bây giờ bên dưới còn được trang bị thêm loa nữa nha các bạn. Đây là một cái tính năng rất là hữu ích luôn đối với những cái đứa mà bị não cái vàng như mình á. Vì nhiều khi mình nghe nè, xong mình cứ bóp tai nghe ra, xong mình đeo lên tai, mình cứ quăng nó đâu đó, một hồi mình kiếm sẽ không thấy. Thì bây giờ chúng ta đã có thể định vị em nó như một chiếc AirTag luôn bằng cái ứng dụng Find My nha. Bây giờ khỏi phải lo là mất AirPods rồi đi tìm nó rồi ha. Cái phần cuối cùng mà mình muốn nhắc tới ở cái phần thiết kế của AirPods Pro 2 á, nó khác so với AirPods Pro 1, đó là cái phần eTip ha các bạn. Thay vì AirPods Pro 1 á, mình chỉ được tặng khoảng 3 cái eTip thôi. Bây giờ ở trên AirPods Pro 2 chúng ta đã được tặng tới 4 cặp eTip khác nhau luôn nha các bạn. Từ size XS nè, xong size S và size M và L luôn nha. Xong cái phần ngoại hình và thiết kế rồi ha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái phần chất âm của em nó. Thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi, AirPods Pro nó đã làm tốt về cái phần chất âm như thế nào rồi. Nào là chất âm nghe rất là tách bạch nè, hay là những cái tính năng như là chống ồn chủ động nè, chế độ siêng âm này kia các bạn. Thì theo như thông tin Apple chia sẻ ở sự kiện vừa rồi á, thì họ nói AirPods Pro 2 á nó còn làm tốt hơn hẳn cái AirPods Pro 1 nữa. Còn về cái việc mà nó tốt như thế nào và cần phải có sự kiểm chứng như thế nào á, thì đợi mình có trên tay sản phẩm mình sẽ làm video review cho các bạn xem nha. Về cái thời lượng sử dụng của chiếc AirPods Pro 2 các bạn, thì theo như hãng công bố sẽ xài được liên tục trong vòng 6 tiếng ha. Trong khi đó AirPods Pro 1 này hồi đó xài được có khoảng 5 tiếng thôi. Và kèm với cái hộp sạc á, cái đốc sạc này nè, thì sẽ xài lên tổng cộng là 30 tiếng thôi các bạn. Thay vì hồi đó AirPods Pro 1 này xài được có 24 tiếng tổng cộng thôi các bạn ơi. Cải thiện rất là nhiều luôn về cái phần pin nha. Còn về cái cách sạc á, thì cũng y chang như em này thôi, cũng là cổng Lightning. Và khi các bạn muốn sạc mà không dây á, thì sạc bằng MagSafe thôi ha. Để lên cái cặp rất là thoải mái luôn. Đó là tất cả những cái điểm đổi mới mà mình vừa tổng hợp cho các bạn nghe ở trên cái con AirPods Pro 2 ha các bạn. Nếu mà các bạn thích em AirPods Pro 2 đó thì bên Minh Tuấn Mobile đã cho đặt hàng sớm rồi các bạn ơi. Tỷ giá như hồi nãy mình đã có đề cập á, thì leo hay đâu đó khoảng 6 triệu hơn một xíu ha các bạn. Mình thấy cái giá nó cũng ok. Một cái chiếc AirPods Pro mà các bạn ơi, mà nó mới nữa, lúc nào giá nó cũng sẽ hơi cao một xíu ha. Nhớ để lại comment cho mình biết về cái ý kiến của các bạn về cái chiếc AirPods Pro 2 này như thế nào nha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.